đây là phần mềm Kia, xong chúng ta khi cài xong là chúng ta vào menu đây, đây có biểu tượng menu, chúng ta vào đây, đây chúng ta vào ETC chọn model, chẳng hạn chúng mình chọn con Cerato đi, 527 2.0 đi, mình đọc một sơ đồ máy điện đi, hệ thống body đi, trong mình sẽ chọn cái đài đi, ok, hệ thống đài đây, xong gói đài, đây đây chúng ta muốn in ra file PDF chúng ta chọn đây, sẽ đưa chúng ta đến cái file PDF. Đấy, chúng ta sẽ in ra. Chúng ta tại sao lại bảo sẽ chọn ra file PDF mà xuất cho file PDF, nhưng mà mình đang không muốn xuất thì mình chỉ thôi. Nhưng mà mình sẽ đọc hướng dẫn anh em mình đọc. Đây có hai trang, một trang là đấy, một trang bên này nữa. Auto line không phải là đài, đây là auto line, audio trên auto line là đèn sáng tự động, mình vào auto vào đài đi cho nó anh em nó đúng kiểu. Đây chẳng hạn như cái đài audio này, chúng ta sẽ kích vào một cái rắc, kích vào một rắc này để xem cái đài nó nằm chỗ nào. Kích vào rắc này đi, rắc số 1 này, lỗi máy in, xem vị trí nó nằm đâu. Đây là vị trí anh em cái rắc này. Là một trong những đây rắc M09L anh em quan tâm đến rắc này thế nào M09L đây. Xong rồi chúng ta có thể xem cái rắc khác, đây chẳng hạn như là cái rắc này M09B là chân số 17 và chân số 4, M09B này rắc B là cái rắc to này. Đấy. Vị trí chân 17 và chân 4, 17 đây và chân 4 trên này. Đấy. Chân 4 là chân gì đây, chân 17 là chân gì đây. Đấy. Anh em xem cách xem tra sẽ đủ như vậy. Bây giờ chẳng hạn như chân 11 và chân 12 là rắc M09B là có dương, hai dương xuống M09B đúng không, M09B 11, 12 là dương. Mình biết vị trí nó đâu thì ra đây, dí ở đây, vị trí ở trong này. Ok, đấy là xem